Hello, xin chào tất cả anh nhé. Hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu một cái bộ combo ngon, bổ và rẻ để chơi game PUBG Mobile trên những cái dòng máy chạy hệ điều hành Android có hỗ trợ nhận dạng AI các kiểu đàng hoàng các anh nhé. Rồi đầu tiên nó là con Ninja 2 Pro nhá, thì con này nó là một cái con khá là huyền thoại rồi. Đấy, rất là nhiều anh em đang tin dùng con này và em Hoàng cũng đang chơi con này nhé. Ninja 2 Pro nhá, giá rẻ nhưng mà chơi nó rất là ngon nhé. Em sẽ để cái này sang một bên nhá. Tiếp theo là một cái con chuột, thì con chuột này cực kỳ quan trọng luôn. Các anh nên kiếm cho em một cái con chuột nó ngon ngon, xịn xịn một chút thì chơi nó sẽ ok hơn. Đấy, thì ở đây em đang sử dụng một cái con chuột là Logitech G102, con chuột quốc dân. Con chuột này thì nó gọi là best trong cái tầm giá thôi, trong cái tầm giá 380.000 thì gần như là không có một cái con chuột nào ngon hơn cái con chuột này trong cái tầm giá cả nhà đó, ok nhé, con chuột quốc dân luôn. Rồi tiếp theo thì chúng ta cần một cái bàn phím, thì trong cái bộ giá rẻ này thì em sẽ đáp con bàn phím G92 thôi mọi người ạ. Đấy, thì do nó là gọi là cái bộ giá rẻ thôi nên là chúng ta không thể nào đòi hỏi được những cái bộ bàn phím nó xịn hơn, đúng không? Nên là chúng ta chỉ cần setup một cái bộ bàn phím nó rẻ rẻ mà nó gọi là vừa tầm túi tiền, vừa đủ gọi là chơi thôi. Ok, đây là tổng quan về tất cả các bộ phụ kiện của chúng ta đang có đây, rất là đơn giản đúng không? Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cắm cái cục Ninja 2 Pro này vào bàn phím và chuột này, cấp nguồn các thứ nhé. Đó, ở đây thì mọi người chơi tai nghe, mọi người cắm tai nghe vào cho em nhá. Đầu tiên mọi người cắm cho em bàn phím vào lỗ USB A này và cắm chuột cho em vào cái lỗ USB A này. Rồi ok, tiếp theo là cấp nguồn cho nó này. Đó, cấp nguồn mọi người cấp vào lỗ này cho em nhé, dùng nguồn 5V 2A cho em thôi nhé. Rồi ok này. Đó, khi cấp xong là đèn các thứ nó đã sáng rồi này. Rồi tiếp theo em sẽ cắm cái USB C to C này. Đấy, chơi cắm dây cho nó mượt mọi người ạ. Mọi người hạn chế chơi không dây giúp em nhé, nên chơi cắm dây cho nó gọi là ok, mượt mà mọi người nhé. Rồi ok này, em sẽ để đây này. Đó, ok. Máy tính bảng của em này, Tab S6 này. Đó, rất là đơn giản đúng không? Đấy, em đã vào sẵn game này, mọi người thấy chưa? Rồi ok, cái lỗ tai xi còn lại này thì mọi người cắm cho em vào cái máy tính bảng hoặc là cái điện thoại của chúng ta nhé. Chơi cắm dây cho nó ngon nhé. Mọi người đừng dùng không dây, dùng không dây nó hơi bị tù đó. Mọi người nên dùng cắm dây cho em thôi, chơi cho nó ok nhé. Ok này, đã nhận này, đèn khi cắm vào nó không nhảy nhé. Rồi ok, và ở đây em sẽ mở cái ứng dụng của nó lên này. Đó, là con này nó có hỗ trợ hoàn toàn đầy đủ cả AI và những cái gọi là nhận diện chỉ bằng trí tuệ nhân tạo khác thì nó khá là ok. Đó, ok, đã kết nối xong này, em enter vào game này. Đó mọi người thấy chưa? Ok cả nhà nhé, ở đây em Hoàng đã vào game rồi. Thì mọi người có thể thấy đây, cái con này nó hỗ trợ nhận dạng AI mọi người nhé. Đó, nó nhớ hỗ trợ nhận dạng AI này. Thì em chỉ cần đổi súng thôi là nó sẽ tự động nó nhận dạng AI. Và cái con này tương lai nó sẽ được update cái tính năng là hỗ trợ nhận dạng phụ kiện nha. Mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình nhé. Đó, ở đây thì em đã tắt hết rồi. Thì tương lai nó sẽ được hỗ trợ nhận diện phụ kiện nha. Thì hiện tại nó đang là bản beta này, mọi người có thấy chưa? Đây là những cái ô mà hỗ trợ nhận dạng phụ kiện này, nó đang beta bên Trung Quốc nhé. Thì sắp tới nó sẽ đưa về bản quốc tế, bản Việt Nam nha. Thì chơi nó sẽ rất là ngon đấy. Còn hiện tại là nó đang là bản beta thôi, nên là em sẽ tắt đi nhé. Hiện tại nó vẫn chưa được hỗ trợ bản quốc tế, bản via game. Đấy, thì đợi bao giờ nó từ bản Trung Quốc nó ngon rồi ấy, xong bắt đầu nó làm cho bản quốc tế, bản via game thì nó rất là ok. Mọi người thấy là AK-M6 này, ok chưa? Đó, thì gần như là em không có kéo một cái gì cả, em để cho máy nó hoàn toàn nó tự kéo mà. Đó, đây là các anh kết hợp với cả kéo ngang ấy thì nó rất là ok nhá. Rồi mọi người có thể thấy đây này, nhìn này, em sẽ kết hợp một chút với cả kéo gọi là ngang ấy. Đó, ok chưa? Ở đây thì em đã bỏ game khá là lâu rồi. Đợt này em vừa bị ốm xong ấy, là em vừa ốm dậy là em nghỉ game mất một thời gian. Đấy, là bắn giờ tay nó chưa được quen lắm mọi người ạ. Ok chưa? Sải thì mọi thứ rất là ok này, gần như không có phụ kiện, không có giảm giật gì nhá. Đó mọi người chưa, đứng nhá, cốp 6 không kéo nhá. Ok này, nói chung là rất là ok thôi. Thì mọi người bắn thì mọi người kết hợp với cả phụ kiện với cả kéo tay nữa thì vào nó sẽ rất là bá nhá. Đó, ghim tâm nói chung là cũng khá là ok. Đấy, thì mọi người chỉnh thêm ở trong cái, những cái thông số này. Đấy, ví dụ bật cốp đây có 20 này, mọi người tăng lên để sao cho nó gọi là ghim tâm ok nhất à. Ví dụ ở đây 22 này, đó, sao cho nó hợp với cả cái phong cách chơi và cái lối chơi và cái nhu cầu chơi của tất cả mọi người nhất nhá. Đó, bắn thì rất là ok đúng không? Ngồi nhấp nhổm này. Đấy mọi người chưa? Đấy, thì đợt này rất là hay hot cái tính năng ngồi nhấp nhổm này, thì rất là nhiều anh em thích cái tính năng này. Đó, solo cận chiến thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta hơn và nó sẽ gọi là đỡ bị gọi là am vào người hơn ấy. Đó, nên là tăng cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta hơn. Bắn nó sẽ ok hơn mọi người ạ. Ok cả nhà nhé, ở đây em Hoàng sẽ vào một trận 1-4 Hoàng test thử xem là chơi cái bộ combo này nó như thế nào mọi người nhé. Đấy, thì mọi người cũng phải thông cảm giúp em nha, tại vì em Hoàng cũng nghỉ game cũng khá là lâu rồi, mất khoảng mấy hôm rồi. Đấy là em Hoàng bắn có thể là hơi ngu, mọi người thông cảm giúp em nha. Cầm chuột cầm chiếc các thứ là về cái mức độ vung vẩy nó sẽ không được ok cho lắm như những kiểu lúc bình thường em hay chơi khác.
Người ra cái bung quá đầu rồi. Trên đây có người hay sao nào? Ui, vừa ăn được một thằng mọi người ạ. Đến chơi thằng này nhá. Ui, ai chạy nhanh thế, rút nhanh thế. Còn một thằng nữa ở đây mọi người ạ. Uầy, giật hết cả mình mọi người ạ. Thế là hú trong đây ạ. Đâu hết rồi ta? Còn không? Ôi, cái thằng áo trắng này chuyên kiểu ngồi lúp mọi người ạ. Đấy mọi người chưa? Em có skill ngồi nhấp nhổm. Đây. Thằng trắng này. Bản chuyên kiểu núp ấy. Ghét thật sự ạ. Chuyên kiểu núp. Ơ kìa. Ôi đồng thế. Vừa thò ra phát ba thằng thì ai chơi đúng không? Bị làm sao ấy. Ôi đồng thế. À bắn nhau đi. Buồn cười thế. Đừng ngơ ông kia được quay đúng một vòng. Ông kia được quay đúng một vòng không thấy bắn gì luôn ạ. Buồn cười thật sự luôn. Đó rồi, mọi người trốn đâu nhanh thế nhỉ? Chết hết rồi mọi người ạ. Chả thấy ai nữa. Nhị ao hết rồi sao ấy. Uầy, hay đấy. Bắn phát là chết luôn hai thằng ạ. Ảo thật sự ạ. Hay quá. Đây này. Hay quá. Đầu này nè. Trên kia có một thằng hay sao ấy. Đâu hết rồi ta? Ơ kìa số 1 ngáo ngơ vãi. No mercy. Nice shot. Blue team victory.
Win luôn mọi người ạ. Bản nói chung là rất là ok với cái bộ phụ kiện này. Thì mọi người chơi nhiều thì nó sẽ rất là quen, và vải vung vải chuột các thứ nó sẽ ok hơn em Hoàng đấy. Đấy thì em Hoàng đợt này nghỉ ốm mất mấy hôm nên là bản nó hơi gà. Có gì mọi người thông cảm giúp em nhá. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé. Có gì mọi người đặt hàng bộ combo này ủng hộ thằng em Hoàng nhá. Bye bye cả nhà nhé. Bye bye nhé.